Chim chào bây giờ thì nó vẫn đào. Nặng lắm, chim thì nặng lắm. Chim Bắc Giang giờ mà đào được cái hố này thì 10 ông phải đi bèo một ngày. Đóng cúc chim. Nói đất rồi thế đéo rồi, nếu cúc chim bỏ vô tư. Đó là độc hại sỏi. Nhưng mà nó bỏ mưa một cái một hai ngày cái nhút nhát. À, mưa thì này rất dễ đào. Nhưng mà chuyện nó nắng cả tuần. Chơi ở trên đấy hai hộ chim Bắc Giang này thì mẹo. Thank you.
Rồi rút dần lên. À, trên này này thoát rồi. Đấy, rồi luôn đây đi. Tiến thiên đàn dưới, thí đàn đàn dưới. Đàn dưới thí đưa lên trên. Độ đông lại mày ở nhà ấy bây giờ 1-2 người chiều em làm chết mệt lắm nhìn mày nhé làm luôn đây mày.
Mai. Cái là bệnh cái mà cái. Ba ngày. Mình thì mai thì dọn dẹp tí. Chủ yếu đâu nữa. Hết rồi tiền đó, bố hết rồi đây. Bố đấy được. Đây đây đây, còn mấy cái cuối này. Thank you.